Good morning, Tri Lim xin thân chào với tất cả các bạn thân mến. Hôm nay Tri Lim xin trân trọng giới thiệu với các bạn một cái đề tài ngôi chợ truyền thống ở Melbourne, Úc Châu, Queen Victoria Market. Các bạn thân mến, chợ Queen Victoria Market tọa lạc tại trung tâm thành phố Melbourne, bao quanh những con đường Victoria Street, Elizabeth Street và Bill Street trên diện tích 7 hecta gần 70.000 mét vuông, là một ngôi chợ truyền thống cổ xưa lâu đời nhất của thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria ở Úc và Nam Bán Cầu. Một ngôi chợ rất cổ kính nằm bên cạnh những building hiện đại cao ngất trời và rất sầm uất và quy mô. Nhìn tổng thể, sự tương phản giữa một không gian nét cổ xưa của ngôi chợ trông rất đơn giản hiền hòa và một thế giới phát triển rất hiện đại với những tòa cao ốc cao ngất trời. Một sự tương phản quá đối nghịch khi nhìn ngôi chợ bên ngoài quá cũ kỹ, giản đơn và thô sơ, thể hiện một thời kỳ ban đầu lập nghiệp ở đất nước này mà người Úc đã xây dựng từ lúc sơ khai. Một phương tiện kỹ thuật công nghệ chưa có, dấu tích này chứng tỏ một sự khởi đầu xây dựng đất nước rất khó khăn muôn phần, phải không các bạn? Tuy nhiên, người Úc vẫn tôn trọng vẻ thuần chất sơ khai đó để tỏ lòng biết ơn đến một thế hệ ban đầu đã xây dựng bằng những cố gắng để cho bây giờ có một cái di tích lịch sử văn hóa, để thế hệ mai sau suy nghĩ về tiền thân của đất nước này mà trân trọng. Nói đến sự chợ Queen Victoria Market là nói đến nét cổ xưa truyền thống và tính cách văn hóa thời cổ còn lưu lại, mà là một nét văn hóa tinh hoa quý hiếm. Đối diện với ngôi chợ là những building cao ngất trời và rất hiện đại sầm uất, có tầm cỡ trên thế giới, và ngược lại là những ngôi chợ tầng trệt. Điều này chứng tỏ người Úc rất tôn trọng cái vẻ cổ kính xưa, đó là văn hóa rất quý hiếm. Thưa các bạn, tại chợ Queen Victoria Market có hai khu vực. Khu vực bên trong nhà xây kín đó là nơi bán thực phẩm về thịt và các hải sản tươi sống. Và khu vực chợ lồng ở phía ngoài là sản phẩm các dịch vụ về nông sản thực phẩm của Úc và tất cả các hàng hóa về tiêu dùng cũng như các hàng hóa về đồ lưu niệm khi khách đến tham quan khu chợ này. Và bên ngoài hành lang của chợ là khu ẩm thực bày bán tất cả các món ăn của các nhà hàng trên thế giới, đầy đủ các hương vị các bạn ạ. Chợ Queen Victoria Market nằm ngay trung tâm thành phố Melbourne, được thành lập từ năm 1876. Chợ ban đầu là thành lập để bán những thực phẩm nông sản của Úc. Gần 144 năm trôi qua, chợ Queen Victoria Market là chợ lớn nhất khu vực Nam Bán Cầu, có tính cách quy mô về mặt lịch sử và cái nét văn hóa cổ xưa. Khu chợ này có hơn 600 quầy hàng bán đầy đủ từ nông sản, thực phẩm tươi sống của các miền ở tiểu bang Victoria đưa về, và có các những cái thực phẩm về những loại thịt tươi sống cung cấp bởi nước Úc, đặc biệt là những thịt nai, thịt cừu và những thịt
về thỏ là những cái đặc sản nông sản ở ở Úc. Và có nhiều loại trái cây ở Úc cũng được bày bán ở đây. Hiện tại bên trong lòng chợ là các cái cửa hàng về nông sản thực phẩm, và tất cả các cửa hàng về gia dụng và cũng như các cửa hàng về đồ lưu niệm khi khách đến đi mua. Diện tích khu chợ này rộng gần 7 hecta, là ngôi chợ có kiến trúc lộ thiên lớn nhất Úc Châu và Nam Bán Cầu kể từ ngày thành lập nước Úc. Thưa các bạn, nhìn bên ngoài vẽ cảnh quan tổng thể, nhìn thấy cái sự tương phản giữa một sự hiện đại bề thế so với một cái thời phát triển công nghệ, và đối diện là một cái sự sơ khai ban đầu biểu hiện cho ngôi chợ Victoria. Hai trạng thái này làm cho người ta phải cảm nhận rằng nước Úc đã đi lên từ những lúc ban đầu sơ khai với những cái điều cơ bản về công nghệ và kỹ thuật chưa có lúc ban đầu, cho đến lúc bây giờ là hiện đại và rất phát triển. Vì những công trình này để chứng tỏ rằng một quá trình xây dựng đất nước Úc đi từ lúc ban đầu sơ khai đến lúc thịnh vượng ngày hôm nay là một quá trình rất công phu và truyền thống văn hóa rất là có giá trị để cho các thế hệ sau này người ta nhìn nhận được điều đó. Thưa các bạn, ngôi chợ cổ kính Victoria Green Market này mỗi năm thu hút gần 10 triệu lượt khách và hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày. Đa số các du khách khắp nơi trên thế giới để vào Melbourne, Australia thì luôn luôn đa phần ghé thăm khu chợ truyền thống này. Chợ mở cửa trong tuần trừ ngày thứ hai và ngày thứ tư là hai ngày không mở cửa. Vào mùa hè, và chợ có mở cửa vào ban đêm vào thứ tư hàng tuần vào mùa hè. Và vào mùa hè thì thứ tư hàng tuần có những chợ đêm ở đây sinh hoạt rất náo nhiệt về đêm các bạn ạ. Chợ về đêm thì đa số là những như trình khu vực về ẩm thực chung quanh các khu chợ, và tất cả các món ẩm thực trên tất cả các nước trên thế giới được bày bán. Và ở giữa lòng chợ là những khu bán đồ lưu niệm và gia dụng. Hiện tại trước mặt các bạn thấy bên ngoài khu ẩm thực của chợ này đa số bày bán những cái món ẩm thực của các đặc sản trên thế giới và mọi người rất ưa thích và đang xếp hàng để mua và thưởng thức. Sau khi các bạn đã dạo chung quanh chợ mua tất cả những đồ gia dụng và truyền thống và đồ lưu niệm thì các bạn đã ghé pha khía ngoài này, thì đây là những cửa hàng thực phẩm rất là đông khách và mọi người luôn luôn đứng sắp hàng để thưởng thức những món đặc sản của các nước khác nhau. Bây giờ thì gần vào chiều, do đó các cửa hàng về nông sản thực phẩm người ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị thu xếp cho những cái giá sale trong ngày. Các bạn thấy bên cạnh này cũng đầy đủ những nông sản thực phẩm bày bán của nước Úc, đều tất cả các loại như trái cây và các rau quả đầy đủ như trước mặt các bạn đã nhìn thấy. Đây là những thông nông sản thực phẩm từ Úc các bạn á. Bên ngoài thì cũng có các cửa hàng về đồ lưu niệm và các đồ gia dụng đang trình bày để bán, và bên cạnh đó
thu hút khách hàng nhất là vẫn là những cửa hàng về ẩm thực. Bởi vì các hàng ẩm thực ở đây thì các sắc dân trên thế giới đều có những cái cửa hàng ẩm thực khác nhau và những cái món ăn truyền thống của các nước khác nhau, làm cho người du khách và người Úc rất thích thú khám phá để biết được hương vị của mỗi nước. Đó là một điều rất là hấp dẫn và tuyệt vời quá các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy bên cạnh khu chợ đơn giản thô sơ, đối diện trên bên tầng kia là những căn nhà cao tầng rất sầm uất. Hai cái tương phản khác nhau đánh dấu một cái sự đi lên từ lúc ban đầu của một cái đất nước mới xây dựng sơ khai cho đến lúc trưởng thành là một đất nước Úc ngày nay, có một cái tên tuổi trên thế giới về một cái đất nước chế độ an sinh xã hội rất tuyệt vời. Các bạn nhìn vào ngôi chợ này sẽ thấy một cái giá trị truyền thống cổ xưa rất là đặc biệt của người Úc. Đó là một nét văn hóa là rất là nhân bản, đi từ cái khó khăn ban đầu đi lên, người ta thừa nhận đó là một nét lịch sử văn hóa để cho cái nét truyền thống được vẽ lên cho các con cháu sau này người ta học hỏi và suy nghĩ. Trong cơ chợ này các bạn thấy hàng hóa từ khu các dịch vụ về nón mũ, và qua đây là những dịch vụ về gia đình, và có những dịch vụ về du lịch như túi sách hay là vali vân vân, ở đây cũng có giá đặc biệt giảm tới 50%. Và bên kia là những dãy bán hàng về túi sách của các chị em phụ nữ. Và các bạn cũng đã nhìn thấy khu chợ này với khu phần ẩm thực thì người ta đã đứng sắp hàng để mua những cái món ăn truyền thống của các nước, rất là thú vị và hấp dẫn. Đến khu chợ này các bạn thấy đa số các thế khách dân trên thế giới của trái đất này đều có mặt ở đây, từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi, tất cả các khách dân đều có mặt ở trên nước Úc này. Vì nước Úc là nước đa văn hóa, do đó có nhiều cái mặt hàng về ẩm thực của các nước khác nhau được bày bán ở đây, làm cho người ta muốn khám phá món ăn của mỗi nước để tìm ra một cái sở thích cho mình, để hiểu biết một văn hóa của một địa phương. Các bạn thấy ngày Chủ nhật cuối tuần, người Úc người ta rất thích thú đi chợ Queen Victoria Market. Nơi đây thì các hàng hóa được bày bán với giá cũng rất là dễ trong tầm tay của những người lao động. Đây là gian hàng bán về đồ da, đồ nịt các bạn nhé. Tất cả các cái hàng hóa này bày bán ở đây. Ngoài ra ở đây trung tâm này Queen Victoria Market cũng còn là một cái nơi cung cấp hàng hóa qua dịch vụ online, tức là qua mạng lưới bán qua mạng. Thì ở cửa hàng này cung cấp những hàng bán sỉ thực phẩm và các đồ về ngũ cốc, và kể cả các loại thực phẩm về hải sản có thể bán qua đường online và cung cấp tất cả trong nội thành và ngoại thành thành phố. Các bạn thấy ở trong nhà lồng ở chợ Victoria này bày bán tất cả các món hàng, không thiếu một món gì. Và cửa hàng ngôi chợ Queen Victoria Street Market này có 4 cửa đi vào, rất thoáng, và người ta có thể thông thả
sau khi gửi xe và đi vào và tìm mua những món hàng mà mình cần thích. Chợ Queen Victoria Market truyền thống được xem là nguồn gốc của những thực phẩm tươi sống. Những thực phẩm tươi sống gồm có những hàng và thịt và các hàng hải sản. Có những món thịt truyền thống như thịt kangaroo, thịt cừu và thịt bò, thịt nai là ở đây cung cấp sẵn cho tất cả các nhà hàng trong thành phố. Qua đây các bạn thấy đây là những khu vực bán về đào nón mũ và áo quần. Các bạn thân mến, ở trong khu chợ này có những cái phần ngoài trời, có những buổi trình diễn nhạc của các nghệ sĩ đường phố làm cho khu vực chợ rất là sinh động. Các bạn thấy bên trong khu nhà lồng này đầy đủ từ dịch vụ gia dụng hàng ngày trong gia đình đến những cái dịch vụ về những cái đồ lưu niệm truyền thống của thành phố. Khi các du khách đến đây, người ta thường mua làm quà lưu niệm. Đặc biệt khi đến chợ Queen Victoria Market này có những cái món thực phẩm rất là đặc biệt của những người Ý và người châu Âu là món thịt hương khói và ngâm muối, nước muối. Các món phó mát và thịt được chế biến từ các đầu bếp của Hy Lạp, Ba Lan, Pháp và người Ý là món ăn rất hấp dẫn cho người thưởng ngoạn mà chúng ta khi tham quan chợ Victoria Market. Các bạn thân mến, thì ở trong khu vực nhà lồng này rất rộng, diện tích rất rộng các bạn, và các cửa hàng lưu niệm và bày bán ở đây bên cạnh gồm có những cái giày dép rất là bắt mắt và những cái hàng về nịt và da giày và túi xách của chị em phụ nữ ở đây bán rất nhiều các bạn ạ. Đặc biệt trong mùa Covid cách đây 2 năm thì chính quyền thành phố đã có những chương trình kích thích về xây dựng của ngôi chợ này là cấp 500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu 200 đô la cho khách hàng sử dụng tại chợ Queen Victoria, và nhằm mục đích kích thích trên thị trường của ngôi chợ Victoria khởi động sau mùa dịch. Đó là một cái nét rất là một cái nét rất là thông minh và để bảo vệ và xây dựng cái thị trường ở chợ Victoria khởi động sau mùa dịch đó các bạn. Các bạn thấy bây giờ là những khu chợ, khu phần bán về áo quần trời ăn chị nữ, thụ nữ các bạn ạ. Ở đây thì tất cả các món hàng ở đây rất là chất lượng và giá cả cũng rất là hợp lý. Đa phần sau khi đi tham quan ở bên trong thì các khách thập phương người ta thường ghé ra ngoài và thưởng thức những món đặc sản thịt nướng rất là thơm mà bắt mắt của những cái cửa hàng ở ngoài đại diện cho những cái ẩm thực của các nước khác nhau làm rất là lý thú các bạn ạ. Bây giờ các bạn nhìn thấy đây là cái khu về giày dép và áo quần các bạn ạ. Khu chợ Victoria
Queen Victoria Market là một khu chợ lâu đời của thành phố, để nói lên một cái nét văn hóa cổ xưa vẫn tồn tại ở nơi thành phố này. Là đó là một cái nét văn hóa rất rất là quý trọng của người Úc, và người ta rất bảo vệ cái nền văn hóa quý hiếm này. Mặc dù bên cạnh đó những ngôi nhà cao tầng sừng sững bên cạnh ngôi chợ, tuy nhiên chính quyền thành phố vẫn giữ được cái vẻ nguyên vẹn đơn sơ của lúc ban đầu. Đó là một cái điều mà nói lên người Úc rất quý trọng cái giá trị cổ xưa và truyền thống các bạn. Các bạn thân mến, đến bây giờ Tri Lim xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Tri Lim trước và sau này. Mong các bạn xem nhớ nhấn subscribe, share và giới thiệu bạn bè cùng xem trên màn ảnh nhỏ của Tri Lim nhé. Một lần nữa, Tri Lim xin trân trọng kính chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Xin hẹn lại các bạn trong những video clip sắp tới. Thân chào các bạn.